ngũ phước lâm môn. Ngũ tức là năm, phúc hay là phước cũng giống nhau. Lâm môn tức là đến cửa, đến nhà của mình. Thì theo như ở kinh thư á, thì năm cái phước này là như thế này. Đó là trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức và thiện chung. Năm cái đức, năm cái phước. Xin nhắc lại ha, năm phước này là gì? Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là khương ninh, thứ tư là hiếu đức, thứ năm là thiện chung. Trường thọ là sống gì? Sống dai, sống lâu. Phú quý là giàu có của cải. Khương ninh là khỏe mạnh. Hiếu đức là làm việc lành, thích làm việc lành. Thấy không? Chữ hiếu này là thích. Hiếu đức đó là thích làm cái việc lành, việc có đức. Và cuối cùng là thiện chung. Thiện chung là sao? Là cái ngày cuối cuộc đời mình được nhẹ nhàng, nó được thảnh thơi. Mà nói dịch thẳng chữ là chết tốt. Thiện chung là chết tốt. Đó là năm cái phước. Trong chúng ta ai cũng muốn cái này hết. Bây giờ năm cái điều này á, trong hiếu đức á, là thích làm việc lành là nhân. Còn trường thọ, phú quý, khương ninh, thiện chung là quả. Mình gieo cái nhân là mình thích làm việc lành là nhân, là trong đó là có hiếu đức. Còn bốn cái kia còn lại là quả. Cho nên ngay cái đó chúng ta cũng thấy được cái nhân cái quả. Thì chúng ta muốn có cái quả mà chúng ta không gieo nhân thì làm sao mà có quả được. Ví dụ chúng ta thích ăn cái trái ngọt mà chúng ta không gieo trồng cái cây ngọt, mà chúng ta cứ gieo ớt hay là gieo chanh, thì làm sao mà ăn cam ăn quýt được. Chúng ta muốn có cái gia đình hạnh phúc mà nói hai ba câu là gây, nói hai ba câu là gây, thì làm sao mà có hạnh phúc được. Quý vị thấy không? Thì bây giờ cái điều thứ nhất là chúng ta muốn có trường thọ. Ai cũng chúc cho nhau câu đó hết. Chúc sống lâu trăm tuổi. Trăm tuổi là mình nói theo cái tương đối của người đời thôi, chứ sống ngàn tuổi cũng thích nữa. Sống lâu nào thích nấy. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Có nhiều bác á, và chúc nói thôi thôi, già mà lẫn lộn khổ lắm, thôi thà là sống mà khỏe mạnh để đừng làm phiền con cháu là mừng. Bây giờ mình nói chung thì ai cũng thích cái trường thọ. Bây giờ mình muốn trường thọ thì mình phải làm sao? Nhưng mà thật sự á, mình chúc nhưng mà có được không? Mình chúc là một cái mong muốn thôi, ai cũng mong. Nhưng mà sự thật ở đời á, nó không phải như mình mong muốn là được. Nhưng mà chúng ta có gieo cái nhân thì ít nhiều chúng ta sẽ được cái quả. Khi mà chúng ta thấy rằng cái cuộc đời nó ngắn ngủi, thì chúng ta tự nhiên chúng ta biết trân quý từng giờ từng phút chúng ta sống. Mà một ngày mà chúng ta sống an lạc đó là trường thọ rồi đó. Vì còn đỡ hơn một ngày mà sống đau khổ. Tại vì người ta thường nói là sao? Một ngày mà vui á, nó qua mau như tiếng pháo nổ. Một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Nghĩa là nhiều khi người ta vui quá mà một ngày vui nó qua mau, mà người ta cảm chừng như một cái tiếng pháo thôi. Nhưng mà một cái giây phút đau khổ thì có cảm tưởng như là nó dài cả một cái thế giới. Mà thế giới không phải thế giới mà luân chuyển nha, thế giới đứng yên. Khổ vậy đó, kêu là khổ triền miên khói lửa. Ngày xưa có ba ông bạn ngồi chơi với nhau uống rượu. Đang ngồi uống rượu vậy thì cái ông thứ nhất ông ngâm lên câu. Ông nói: kim niên tửu tịch duyên tiền hội, bất tri bất thức lai niên hữu thiếu thùy. Thì mình tạm dịch là hôm nay, năm này chứ, năm này uống rượu gặp nhau, năm sau chẳng biết người nào vắng đây. Thì kim niên là năm nay, tửu tịch là đem uống rượu. Kim niên tửu tịch duyên tiền hội, bất thức lai niên hữu thiếu thùy. Không biết là năm tới, lai niên là năm tới, thiếu thùy tức là hữu thiếu là có hay là không, ai đây? Thì mình tạm dịch là năm này uống rượu gặp nhau, năm sau chẳng biết người nào vắng đây, đúng không? Cho nên cái bài sám mà
cái bài sám mà Tống Tán có câu đó, khi nào cái gì mà chén rượu của cờ vắng thiêu đó, khi nào mà bạn hữu sum vầy, bây giờ chén rượu của cờ vắng thiêu. Của kỳ, của kỳ hay của cờ nó giống nhau, của kỳ vắng thiêu. Vì sao? Vì cái thân như tất bóng chiều, giống như là cái buổi chiều vậy đó, như chùm bọt nước nó phập phiều ngoài khơi. Những cái câu đó nhắc vậy. Thì cái ông bạn thứ hai, ông nói trời, anh nói chi cả năm nó dài vậy. Theo tôi, kim dạ thoát hạ hài hoàng miệt, bất tri thiên minh xuyên bất xuyên. Theo tôi, tối nay đi ngủ cởi đôi giày ra để đó, sáng mai không biết được mặc lại không. Thì mình cũng phải tạm dịch cái câu này ra tiếng Việt: tối ngủ cởi vớ tháo giày, sáng mai không biết còn cài lại không. Thì cái này cũng có trong một bài sám: dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai. Hô hấp tức là thở vô thở ra đó, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau, trong một cái bài sám khuyến tu. Thì ông thứ ba, ông nói cởi giày cũng còn dài. Ông thứ ba ông nói một câu: giá khẩu ký khí nhiên xuất khứ, bất tri tấn lai bất tấn lai. Mình cũng phải tạm dịch: mũi mình hơi thở vào ra, có hay ta thở lại vào được không? Mũi mình hơi thở vừa ra, có hay không biết thở vào được không? Ông này mới nói là cái lỗ mũi của mình á, nó thở ra mà nó không thở vô, hay là thở vô mà không thở ra là coi như xong. Cho nên ông kia nói một ngày là đi ngủ cởi đôi giày, hay là ông nọ nói năm tới, thì cái ông thứ ba ông ngộ hơn, thấy không? Ông nói là nói chi còn xa. Cái chuyện gọi là hơi thở của mình vừa thở ra thì chưa chắc mình thở vào được. Không lẽ giờ mình nói trời, đầu năm đầu tháng nói chuyện như buồn hiu vậy hả? Không phải. Đây là mình nói tới, bị gì mình đang nói tới cái chuyện trường thọ mà. Nhưng mà sự thật không mấy ai trường thọ đâu. Bởi vì sao? Bằng chứng: xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, phải không? Cho dù cái người giàu người sang, sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Gom những người đó lại: giàu sang sớm tối một mai, phải không? Giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Đó là một sự thật. Mà khi nói lên sự thật như vậy để chúng ta làm gì? Để chúng ta trân quý từng ngày từng giờ mà chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta đón xuân á, một tuần trước mình gọi là ngày năm mới, chứ thật sự ra ngày nào cũng mới hết. Ngày nào cũng là ngày mới đối với mình hết á. Ngày hôm qua mình buồn, hôm nay mình giải tỏa cái buồn là coi như ngày mới rồi đó. Thấy không? Người kia làm lỗi với mình, sáng nay biết lỗi là xin lỗi mình, cái mình cảm thấy ngày hôm nay tâm hồn mình nó phơi phới rồi đó. Ngày hôm qua nặng trĩu à. Phải không? Thành thử ra đó, bây giờ muốn tạo được cái duyên trường thọ thì trong kinh dạy mình làm gì? Mình phải giữ lòng nhân ái, phải từ tâm cứu hộ chúng sanh, thấy không? Phải có giờ để mà tĩnh lặng, bên cạnh đó ăn uống điều hòa, ngủ nghỉ có chừng mực, thí dụ vậy. Cái thứ hai là bớt nóng giận. Kế nữa là gì? Không có lao nhọc quá độ. Đó là những cái cách để giúp cho chúng ta trường thọ. Mà nói thôi, bây giờ mình nói gần gũi chút là một cách để chúng ta duy trì được cái tuổi thọ mình nó dài hơn. Nó dài hơn bằng cách nào? Đừng có nóng giận. Nếu mà nói đừng thì thôi giờ bớt đi ha. Nếu ai chưa đừng được thì bây giờ bớt nè. Tại vì mỗi một lần mình giận lên á là nó đốt cháy rất là nhiều những cái calorie, những cái chất mà nó nuôi dưỡng ở trong cơ thể của mình. Thí dụ giờ mình ăn đồ bổ vô rất là nhiều, nhưng mà mình cơn nóng giận của mình là bao nhiêu cái đồ bổ đó nó đốt cháy hết. Thấy không? Thành thử ra ngay cả cái chuyện tu hành của mình cũng vậy. Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một cái đốm lửa sân thôi,
không? Nó có thể đốt cả rừng công đức. Thí dụ mình lên chùa mình làm công quả từ sáng tới chiều, rồi cái mình mới dành chén cơm đâu để lại cho người bạn thân nhất của mình tới trễ. Ai không biết dở tủ ra xơi luôn chén cơm đó là bắt đầu mình nổi đùng đùng mình lên rồi. Mình nói trời ơi, tôi làm từ sáng tới chiều, tôi nhịn cái phần tôi để cho bạn của tôi, ai sớm sát là lấy cái chén cơm này. Thí dụ vậy, mình giận lên cái là coi như hết rồi, phải không? Thật ra cái giận của mình cũng vậy, cái nóng giận nó cũng làm giảm đi cái tuổi thọ của mình. Cái lo âu nhiều, phải không? Cái buồn rầu nó cũng làm cho mình giảm đi cái tuổi thọ. Cho nên bây giờ á, về cái mặt tâm linh á, là mình phải tụng kinh, sám hối, chúng ta phải tập tĩnh tọa niệm Phật hay là ngồi thiền để mà duy trì cái mạng, cái tuổi thọ. Duy trì ở đây không có nghĩa là chúng ta có thể sống hoài không chết, nhưng mà ít ra chúng ta được tăng cái tuổi thọ, thấy không? Ít ra chúng ta nếu mà có ra đi thì cũng bớt đi những cái đau bệnh đó. Thì quý vị mới thấy là một trong những cách mà Đạo Phật thường nhắc mình đó, là mình phải phóng sanh. Bây giờ phóng sanh đó, bên cạnh là chúng ta mua chim, mua cá, mua rùa, chúng ta thả đó, chúng ta còn phải làm gì nữa? Chúng ta còn phải phóng sanh cái giận hờn ở trong mình nữa. Sống phóng là gì? Phóng là cho sự sống. Bây giờ cái người kia sống chung với mình mà mình làm một cái gì đó mà người kia đau khổ buồn tủi thì người đó cũng có thể chết dần chết mòn. Bây giờ mình có làm gì thì chúng ta cũng nên giúp cho người đó có cái niềm vui trong khi chúng người đó sống. Cái đó cũng là một hình thức phóng sanh. Cho nên hai cái hình thức phóng sanh. Phóng sanh nghĩa là lâu lâu làm lần là chúng ta cho một số các con vật được giải thoát. Nhưng mà thử hỏi chúng ta đã từng phóng sanh chúng ta chưa? Chúng ta đã từng phóng cho sự sống cho mình không? Hay là chúng ta nuôi cái đau khổ hoài? Hoặc là chúng ta làm cái người kia đau khổ hoài? Phải không? Đó, chúng ta phải phóng sanh cái kiểu như vậy đó. Đó. Rồi bây giờ mình nhìn sâu hơn, gần hơn nữa đó, là một ngày mới của mình đó, mình phải làm sao mình nuôi dưỡng cái ngày đó cho nó dài đó. Dài như thế nào? Nuôi dưỡng cái ngày 24 tiếng đồng hồ đó cho nó có được một cái sự bình an. Bây giờ mình nói tới cái phú quý là giàu có. Ở đây có hai loại. Phú quý tương đối, gọi là giàu có tương đối, và giàu có tuyệt đối. Bây giờ giàu có tương đối là cái gì? Là của cải, là tiền tài, là sự nghiệp. Cái đó là cái tương đối thôi. Còn cái giàu có mà tuyệt đối đó, và là giàu có là sao? Giàu có một cái người có cái tâm tự tại, giải thoát, an vui, mà gần gũi hơn nữa là người biết đủ. Người sống mà biết đủ là người đã giàu không? Giàu hơn cái người sống có nhiều mà không biết đủ. Cái người có nhiều mà không biết đủ thì lúc nào họ cũng thấy họ nghèo, phải không? Còn cái người mà nghèo mà họ biết đủ thì cảm thấy họ giàu. Tại vì họ không có làm sao, không có đòi hỏi nữa, họ đủ rồi. Thí dụ như ngày xưa mình đi vượt biên á, mình ở trại tị nạn cái mình mong sao? Trời ơi, cho tôi mong qua được cái nước tự do là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Rồi cái khi mà ra nước tự do rồi thì mình phải làm sao? Phải nghĩa là tay xách tay mang chúng ta đi làm để chúng ta tạo được một cái nơi chốn chúng ta ở. Phải không? Rồi bây giờ nói chung thì ai cũng đã tạm gọi là ổn định rồi. Chúng ta bây giờ đã an cư rồi đó. An cư chưa? An cư rồi. Bây giờ phải làm gì? Phải lạc nghiệp. Lạc nghiệp là tạo một cái sự nghiệp an vui cho mình. Cho nên á, cái mà trong kinh nói đó, thấy không? Sách xưa cổ đức cũng dạy mình đó. Giàu có đó có hai loại. Loại tuyệt đối và loại tương đối. Mà loại tương đối là gì? Là gì? Là mong manh, dễ mất. Có nhiều người đi làm giàu có lắm, muốn giàu hơn, đem vô casino đánh một cái, giàu không? Cũng giàu vậy, mới giàu cái nghèo sạch sẽ, phải không? Thành thử ra nếu mà chúng ta có mà chúng ta không biết giữ thì nó cũng mất như chơi à. Đó. Cho nên á, người xưa người ta hay nói á, tiểu phú, đại phú là do thiên, tiểu phú là do cần. Ý người ta nói là cái sự may mắn mà mình giàu có lớn lao đó là do
ông trời cho. Thật bây giờ cái đó ít hiếm người có lắm nha. Nhưng mà cái tiểu phú là có. Tiểu phú là do cần là sao? Mình do mình cần kiệm, mình tiết kiệm, mình biết giữ gìn thì tự nhiên mình giàu. Cho nên á, cái tuyệt đối là cái mà tự tại của thân tâm, là cái vô sở đắc, là cái thuần túy lâu dài. Còn cái kia là có thể đắc được, cái đó là có sở đắc. Còn cái này là cái vô sở đắc. Vô sở đắc là gì? Không có thể nói được, không có ai, nghĩa là dễ dàng mà có được. Chúng ta phải làm gì? Nếu mà chúng ta không có tu tập thì chúng ta hoàn toàn không bao giờ giàu được. Tại vì nếu mà có tu á, thì chúng ta hiểu được rồi, thì chúng ta an vui với những gì chúng ta có, chấp nhận với những gì chúng ta có, thì tức khắc chúng ta giàu. Cho nên đó quý vị thấy nè, muốn giàu á là chúng ta phải biết bố thí. Tại vì chúng ta có cho ra thì chúng ta mới có vào. Đó là chuyện đương nhiên. Chẳng hạn như bây giờ mình đi buôn bán, mình có bán ra thì mình mới mua hàng nữa, phải không? Cho nên người mình phải thấy rằng mình mà có mở lòng, mình bố thí, mình giúp người thì tự nhiên người mới giúp lại mình. Đó là cái luật công bằng thôi à. Quý vị không tin á, bây giờ quý vị cứ thực tập cái tâm mở lòng bố thí đi. Mà bố thí ở đây á, không có hẳn là chúng ta phải có nhiều tiền nhiều của mới có bố thí được. Chúng ta có thể bố thí trong cái khả năng của mình. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, trong 20 điều khó đó, Đức Phật có nói một câu: bần cùng bố thí nan. Bần cùng là nghèo khổ mà bố thí là khó, đúng không? Đa số người ta nghĩ làm sao? Mình nghèo muốn chết mà có gì mà cho, để cho những người giàu họ cho đi. Nhưng mà thật sự ra cái người ta giàu mà người ta cho là chuyện dễ, còn mình nghèo mình cho được mới hay, phải không? Mình thiếu, mình không có, mình cho đó. Cho cái gì? Cho trong cái khả năng của mình. Bần cùng bố thí là khó. Chúng ta, thí dụ chúng ta có 10 đồng, chúng ta cho 1 đồng là quý. Còn người kia có 100 đồng, họ có cho 10 đồng cũng chẳng sao, họ vẫn còn lại 90 đồng. Cho nên cái khó mà chúng ta làm được ở đây là chúng ta thiếu trước hụt sau mà chúng ta vẫn có thể nhín, nhường cơm, xẻ áo cho một cái người thiếu thốn hơn mình. Cho nên chúng ta thường nói đó, thấy không? Lá lành đùm lá rách. Nhưng mà Pháp Hòa thêm câu: lá rách đùm lá tả tơi. Mình là thuộc dạng gọi là lá rách rồi, nhưng mà chúng ta biết nghĩ tới cái lá tả tơi. Vì sao? Vì một miếng khi đói đó, thấy không, bằng một gói khi no. Của tuy tơ tóc nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Cái của nó nhỏ như một sợi tóc thôi, nhưng mà cái tình, cái nghĩa nó lớn lắm. Đó, quý vị biết ngày xưa có một bà già nghèo lắm. Nghĩa là đến cái chén mà chỉ có một cái chén duy nhất để mà đi ăn xin thôi. Thì lúc đó có một vị tôn giả đệ tử Đức Thế Tôn đến xin bà bố thí. Bà nói: trời ơi tôn giả ơi, tôn giả có cần đeo kiến thị không? Hả? Bần nữ nghèo như thế này rồi mà tôn giả còn tới xin nữa. Thì bà mới nói là bây giờ tôi không có gì tôi cho hết á. Thì tôn giả này mới nói: bây giờ đó tôi không có xin gì hết á, tôi xin cái nghèo của bà cho không? Thế trời ơi, cho liền, cho 100% luôn. Thì vị tôn giả này mới nói: bây giờ đó bà lấy cái bát mà bà đi ăn xin đó, bà lại bà hứng miếng nước sạch ở đâu đó, bà đến bà cúng dường. Cúng dường một bà đến bà cho tôi đi. Thấy không? Bị vì sao? Bị vì từ trước đến giờ mình cứ nghĩ mình nghèo, cho nên mình bao giờ mình nghĩ mình cho ai. Và mình nghĩ rằng ôi ai mà cần nước lạnh mà cho. Mình cứ nghĩ như vậy, cho là phải cho cái gì quý giá kìa. Nhưng không, vị tôn giả này hướng dẫn cho bà, cái quan trọng là bà biết mở lòng nghĩ đến một cái người khác. Cho nên bây giờ tôi khát nước nè, giờ bà đến bà kiếm miếng nước bà cho tôi đi. Tự nhiên thì bà già đó bà tới, bà đem dâng nước cho cái vị tôn giả. Vị tôn giả nói: đó bây giờ tôi mua cái nghèo của bà rồi. Bà mở lòng được một lần rồi, sau này bà cũng tập như vậy. Thấy không? Bà thấy một cái người ăn xin bên lề đường cũng giống bà, nhưng bà không có gì cho ngoài miếng nước, bà cho cũng được. Cái quan trọng là chúng ta biết khởi cái tâm nghĩ đến cái người khác.
Cái đó là cái quan trọng. Cho nên á, mà Phật tử mình đến chùa mình hay mời với nhau ăn cơm, và mình hay nói là sao, phải không? À, ăn lấy vị chứ không phải ăn để lấy bị. Phải không? Tức là chúng ta ăn cái gì? Ăn một chút xíu để hưởng cái lộc, ăn một chút xíu để chúng ta gieo cái duyên, kết cái duyên với nhau. Chứ có ai để gọi là đến chùa để mà ăn phủ phê đâu. Không, chùa nghèo nhưng mà lúc nào cũng có để đãi. Thậm chí chén chao quậy ra với miếng cơm trắng mà mình ăn bằng cả cái sự ngon của mình. Tại sao vậy? Vì lúc đó chúng ta ăn bằng niềm vui, và người đãi chúng ta cũng đãi chúng ta bằng cái niềm vui. Có phải vậy không? Cho nên chính vì vậy tại sao quý vị vô chùa, quý vị ăn cơm với chao vẫn ngon, mà về nhà quý vị ăn tàu hũ thấy nó chán, nó ngán. Là tại vì ăn có niềm vui, phải không? Mà ăn mà có vui là tự nhiên nó ngon. Cho nên á, rồi cái thứ hai đó, cái mà không nghèo của mình là gì? Là chúng ta biết tùy hỷ với người khác. Tùy hỷ là thấy người khác có của, thấy người khác an vui, thấy người khác hạnh phúc, chúng ta biết vui mừng cho người đó. Chúng ta vui mừng cho người đó mà chúng ta không ganh tị. Tại vì ganh tị là cái tâm không tốt. Phải không? Đời trước á, hay là nói đời này á, mình đã nghèo rồi. Nghèo cái gì? Nghèo cái của cải rồi, mà bây giờ mình nghèo luôn cái tâm linh nữa thì mình thật là nghèo. Chứ bây giờ mình có nghèo của cải nhưng mình phải giàu cái tâm linh. Giàu cái tâm linh gì? Giàu cái tâm linh biết tùy hỷ, biết vui, biết mừng, biết chia sẻ cho cái hạnh phúc, cái bình an của người khác. Thấy người khác có, mình không có, mình vui cho người ta. Là tự nhiên mình giàu. Mình giàu là giàu cái tâm tự tại. Cái tâm đó người ta gọi là vô sở đắc đó. Có ai được cái tâm đó không? Mà mình được tức là mình giỏi. Phải không? Không ai cho mình cái đó à nha. Người ta có thể cho tiền cho của mình, nhưng mà cái tự tại, cái an vui đó không ai cho được. Chính mình phải cho mình. Cho nên một mấy bà già khác, để dành tiền được 2 đồng tiền đi mua 2 cốc dầu cúng cho Phật. Thì cái đêm đó dân đèn cúng Phật. Thì ông chủ bán dầu thấy bà già đi nghèo, đi xin được 2 đồng mà cũng cố gắng mua dầu, ông tặng cho bà thêm 3 cốc nữa. Thì bà phát nguyện, bà nói con dâng đèn đây là bằng cả tấm lòng của con. Nếu mà tấm lòng của con thật sự là cao quý, Phật chứng, thì xin cho ngọn đèn này đừng tắt. Thì khi bà thắp cái đèn lên thì cái đèn không có tắt. Rồi ngày hôm sau tôn giả Mục Kiền Liên đến thấy rồi, ban ngày rồi tắt đèn. Đèn nào thổi cũng tắt hết, mà duy có cái đèn cái bà đó không có tắt. Đức Phật nói cái đèn này đó là nó thắp sáng lên bởi một cái tâm niệm trong sáng của một người đàn bà nghèo mà dâng cúng. Và Như Lai cũng thọ ký cho bà, đời sau bà sẽ được thành Phật, hiệu là Tu Di Đăng. Tức là ngọn đèn to lớn sáng chiếu như là ngọn núi Tu Di. Thì những cái câu chuyện như vậy á, nó để nói lên rằng cái người giàu á, đời này chúng ta có của, chúng ta giàu đó là do cái phước đời trước. Chúng ta có bố thí làm lành, nhưng chúng ta muốn nữa thì chúng ta phải biết làm gì? Phải tiếp tục bố thí làm lành để chúng ta gieo được cái nhân tốt đó. Và bên cạnh đó, tiền của không chưa đủ, mình lỡ người nào mà hoàn toàn không có cái gì để cho, phải không? Thì chúng ta vẫn có thể khởi cái tâm gì? Cái tâm từ bi, cái tâm tùy hỷ, cái tâm biết vui cho cái vui của người khác. Thấy cái niềm vui của người chính là niềm vui của mình. Hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình. Và chúng ta không có gì bố thí hết, chúng ta đi làm công quả, chúng ta giúp người, chúng ta làm được tất cả các việc. Cho nên chúng ta không có nghèo, chúng ta rất giàu. Giàu cái gì? Giàu cái an vui, giàu cái giải thoát, giàu cái tâm tự tại. Cho nên nói về trường thọ, mỗi sáng ra chúng ta tự nhắc nhở mình như 2 câu ở trong truyện Kiều: trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời, cuối trời. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời. Tức là ý nói rằng ngày hôm nay mình sống, mình có được một ngày đây, giống như là mình có được một ngày hôm nay. Trời còn để có hôm nay, mình được một ngày hôm nay, thì chúng ta phải làm gì? Sương và mây là 2 thứ tượng trưng cho mù mờ, phải không? Bây giờ nè, ban ngày mình tan sương đầu ngõ,
Buổi chiều về vén mây cuối trời, tức là cả một ngày đó mình sống an lành. Mà sống an lành đó có phải là sống thọ không? Sống trường thọ. Và sống được như vậy mình có giàu không? Mình giàu. Mặc dù mình nghèo tiền của thiệt, nhưng mình giàu cái an vui, mình giàu cái biết đủ. Thí dụ bây giờ mình đi làm, mình buôn bán, ngày hôm qua mình kiếm được 1.000, hôm nay mình kiếm được 500. Rồi khi mình ngồi mình buồn, mình nói trời hôm qua có được 1.000, bữa nay mình 500. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhìn, trời ơi 500 đỡ hơn 200, thì tự nhiên cái chúng ta cũng cảm thấy sao? Cảm thấy nó tự tại được với cái 500 mà chúng ta có. Có nhiều người ngồi từ sáng tới chiều không có đồng nào rồi sao? Có phải không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta có được cái giàu, mà cái giàu tự tại đó, cái giàu mà giàu biết đủ đó. Cho nên á, cái người mà tri túc là thường lạc, người biết đủ là thường vui. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn vui, người không biết đủ ngồi thiên đường vẫn thấy chán, vẫn không biết đủ. Cho nên quý vị thấy không, cái phú quý ở đây á, là chúng ta biết đủ ha. Rồi muốn có của cải đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta bố thí, chúng ta làm lành. Mà quý vị Pháp Hòa thấy cái này nó đúng nha. Mình làm đó mà mình không có cầu mong, nó đến với mình mầu nhiệm lắm, hay lắm. Vị nào mà đã từng bố thí bằng cái tâm không câu, nghĩa là không có cầu mong, mình sẽ thấy nó đến với mình một cách rất an tự nhiên. Bởi vì mình không mong cầu, thành thử nó đến. Có nhiều khi á, quý vị biết không, mình làm cái gì cho ai á, mình không có ghi nhớ, mình không có nghĩ gì hết á, kệ, ai cần mình giúp, có khả năng nhiêu mình giúp nhiêu, không có mong đợi gì hết trơn á. Rồi những cái lúc mà mình tận cùng rồi mình thiếu thốn, tự nhiên ở đâu nó cũng xui khiến để cho mình có. Quý vị thấy không? Thành ra cái giàu có là như vậy. Và cái điều này là Pháp Hòa kinh nghiệm lắm. Pháp Hòa thấy từ nhỏ tới lớn á, hồi nhỏ đó là mình mặc dù mình nghèo, nhưng mình thấy một cái đứa nhỏ nó bằng tuổi mình mà nó nghèo hơn mình nữa. Mặc dù mình nghèo thiệt, nhưng mình chưa đến nỗi phải đi bán vé số. Mà thành thử Pháp Hòa thấy một cái người bằng tuổi mình mà đi bán vé số là Hòa thương. Kêu đi vô nhà, mình có một chén cơm với miếng dưa mắm, mình cũng cho cái người đó ăn. Mình thấy họ ăn mà mình vui lắm, mà mình không có nghĩ ngợi gì hết. Thành Pháp Hòa thấy khi mình lớn lên đó, tự nhiên mình có nhiều cái lộc, cái phước nó tới với mình. Bởi vì mình không có mong cầu, thấy không? Thành thử quý vị cũng tập như vậy. Chúng ta cũng tập làm lành, làm phước mà chúng ta không mong cầu gì hết. Không, bố thí không mong cầu báo, vì cầu báo là bố thí có mưu đồ. Không, chúng ta có mưu đồ, Phật nói như vậy đó. Rồi bây giờ á, mình nói đời này mình đã nghèo rồi, rồi mình ganh tị với người kia, mình nghèo nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có biết khởi cái lòng. Mình đã nghèo cái vật chất rồi, bây giờ trong tâm hồn mình cũng nghèo luôn nữa. Mình thấy ai mà có của hay là làm gì, cái mình thấy mình quýt, mình giận, mình hờn, mình đủ thứ hết. Mình nói móc, nói méo, xấu, tâm nó tâm xấu, phải không? Cho nên Phật mới dạy mình á, muốn giàu thì phải làm sao? Về mặt vật chất, có khả năng giúp được thì giúp, không có khả năng bố thí cái tấm lòng của mình. Chẳng hạn như quý vị biết không, một cái lời chúc tụng của mình đó. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh á, mình cầu nguyện đó. Mình cầu nguyện gì? Cuối cùng cái câu, dĩ nhiên mình tụng kinh xong mình cầu cho người mình trước à, phải không? Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Hay không? Thứ ba con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Đó là mình, khi mà mình tụng thời kinh xong là mình cũng nguyện cho mình, phải không? Cho nên đó là cuối cùng mình nguyện sao? Phổ nguyện âm được siêu, dương được thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đó là cái gì? Đó là cái giờ phút chúng ta mở lòng ra. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người sống thì khỏe mạnh, chết thì an vui, và cuối cùng là tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành được Phật đạo.
Đó là cái hay. Cho nên quý vị để ý là quý vị thấy là mình đang mở lòng ra mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta chưa để ý là chúng ta chỉ tụng qua kinh văn, chữ nghĩa, mà chúng ta chưa tụng bằng cả tấm lòng của mình. Còn khi mình tụng bằng cả tấm lòng của mình thì mình thấy từng lời, từng chữ trong đó nó hay lắm. Vì sao? Vì chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông mà không đánh, tức là mình tụng kinh mà mình chưa đem cái tấm lòng mình tụng với lời kinh, thì chuông nó không kêu được, lòng không thể mở được. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông khiêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Không, phải nhớ hồi xưa có một hòa thượng viết cái quyển Pháp Môn Tu Tịnh Độ, ông vợ mở lời bằng những câu đó. Tức là ý mình nói mình có niệm Phật thì Phật mới nghĩ tới mình. Mình có nghĩ tới điều lành thì điều lành mới chiếu cố tới mình chứ. Còn tâm niệm mình lúc nào nghĩ xấu, nghĩ quấy hết thì làm gì mà có cái chuyện lành thiện nó tới với mình được. Phải không? Cho nên á, hữu cảm thì giai thông, tâm thành là tất ứng, là như vậy đó. Mình có khởi niệm tới người đó thì cái người đó mới khởi niệm với mình. Mình có nghĩ lành, nghĩ tốt cho người khác thì người khác mới nghĩ lành, nghĩ tốt với mình. Đó là một sự thật. Rồi bây giờ nè, phú quý phải không? À là gì? À, hồi nãy mình nói gì quên rồi. Trường thọ, phú quý. Bây giờ mình nói tới khi mà trường thọ, phú quý. Phú quý ở đây là mình biết giàu vậy mình có khỏe không? Tự nhiên thân tâm mình nó khỏe nhẹ ra. Cho nên cái khương ninh là vậy. Không phải là mình làm mình có nhiều tiền để mình mua thuốc bổ mình uống gọi là khỏe đâu. Thấy không? À, mình uống thuốc bổ xong rồi tiếp tục giận hờn, uống mới vừa ly thuốc bổ vô, giận hờn người nào đó, trách móc người nào đó, cái thuốc bổ coi như là nó cũng bổ vậy mà nó bổ ra ngoài. Bây giờ hiểu chữ bổ kiểu khác nha, hiểu theo người Huế bổ là té. Người Huế kêu bổ là té. Té gì? Tất cả những cái thuốc bồi bổ, những cái vitamin đó, nó bổ ra ngoài là nó té ra ngoài hết rồi. Bởi vì chúng ta không có biết nuôi dưỡng nó. Cho nên người mà sống có nuôi dưỡng một ngày của mình gọi là trường thọ. Có nuôi dưỡng được cái tâm tự tại là tức khắc thân tâm tự tại. Cái người nào mà thấy được cái gọi là tri túc giả đó là thân tâm tự tại. Phải không? Cho nên á, cái khương ninh là từ đó mà nó sanh. Mình mà không có khỏe được là do mình chất chứa quá nhiều. Cho nên người ta thường nói đó, tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc mau bạc. Còn nếu nói gần gũi hơn nữa là tâm sầu bạch sát, lòng mà rầu cái thân thể mình nhìn nó xanh xao, vàng giọt, trắng dờ, trắng dạch. Vì sao? Ngủ không được, ăn không ngon. Mà con người là chỉ có ăn với ngủ. Mà ăn không ngon, ngủ không được thì còn làm gì nữa. Thấy không? Cho nên người nào mà còn ăn được, ngủ được thì phải biết mình là tiền. Mà ăn không được, ngủ không được là như tiền vất đi. Thấy không? Cho nên cái khỏe mạnh là như vậy. Trường thọ, phú quý, khương ninh. Bây giờ cái thứ ba, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là hiếu đức. Thí dụ như người ta nói trời có đất hiếu, trời có cái đức hiếu sinh. Ông trời mà còn có thương được sự sống. Phải không? Còn người ta thường nói á, thí dụ một cặp, một cái anh trong phim Tàu thường nói một con người mà ham mê sắc, người ta nói hiếu sắc, thích cái sắc. Còn bây giờ mình là hiếu cái gì? Hiếu cái đức. Hiếu cái đức. Hồi xưa không biết Khổng Tử, Lão Tử nói một câu: Ngô vị kiến ái đức như ái phạn giả. Tôi chưa ít, tôi rất ít thấy, hay là tôi chưa thấy người nào thích cái đức, thích làm việc đức như là người. Đúng ra ngài mới nói một câu là Ngô vị kiến ái đức như ái sắc, như hiếu sắc giả. Bây giờ mình thò sửa lại đi: Ngô vị kiến ái đức như ái phạn giả. Mình ăn cơm là chính không? Ít có người nào thích làm việc đức như thích ăn cơm. Bây giờ đó, mình á phải thích làm cái đức, chứa cái đức gọi là hiếu đức. Luận Ngữ có đưa ra năm cái đức: ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Ôn là gì?
Ôn tức là mình phải sống ôn hòa nhã nhặn với người khác. Làm được không? Cũng dễ, nó gần gũi. Thứ hai á, là mình phải sống cho lương thiện. Khi mà sống ôn hòa nhã nhặn thì lòng mới kiển khang. Kiển khang là lòng mình mới thảnh thơi. Rồi khi mình sống được ôn hòa nhã nhặn rồi đó, là mình có cái lương thiện, là cái nhân từ. Và nhân từ là sẽ đưa đến cái thiện chung. Rồi gì nữa? Mình phải thành khẩn cung kính, tức là ôn lương. Rồi gì nữa? Cung, cung là cung kính. Rồi kế đến là gì? Kiệm đây là gì? Kiệm đây là tiết kiệm. Thấy không? Rồi cuối cùng là nhượng là gì? Là chúng ta biết lễ nhượng trong khi chúng ta giao tế. Người mà sống mà có ôn lương cung kiệm nhượng thì người đó sống có cái đức. Sống mà bớt tranh. Bởi vì sao? Người này thường tự nhắc mình: nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Cho nên á, cái người mà ham hơn thua là cái người chuốc lấy nhiều cái đau khổ. Dù thắng hay thua vẫn đau khổ như thường. Vì sao vậy? Nếu mà mình thua người ta thì mình đau khổ vì mình thua. Mà nếu mình thắng người ta thì mình chuốc lấy cái oán hờn, và mình sống cũng trong cái hồi hộp. Chính vì vậy mà Phật mới dạy mình đó: kẻ hơn thì thêm oán, phải không? Kẻ thua thì thêm oán, kẻ thắng thì cũng đau khổ, kẻ thua thì buồn giận, kẻ thắng thì thêm oán. Bây giờ mình phải làm sao? Hơn thua đều phải xả. Cho nên bây giờ mình muốn sống mình hiếu cái đức là mình thích làm việc lành. Việc lành dù nhỏ cũng không từ chối. Thí dụ bây giờ mình đi bên đường, mình gặp một cái chai, cái miễn chai nó bể. Mình nghĩ rằng bây giờ mình không dẹp cái này đó, ai đi ngang thì người ta sẽ đạp. Thôi mình cầm cái miễn chai đó, mình bỏ vô sọt rác, hay là mình để vào trong cái gốc cây nào đó để người ta đi, người ta đừng có đạp. Đó, cái đức mình nó sanh từ cái chút chút như vậy. Rồi bây giờ á, mình đem của mình cho người ta, phải không? Là mình có bố thí gì, nhưng mà mình không có cái gì, không có cái lễ nhượng, tức là mình dục cái món đồ đó trước mặt. Mình coi như là mình gọi là ban ơn, ban phước đó cho người ta. Cái đó nó cũng thiếu đó. Cái công á, thì nó có, là cái phước thì nó có, nhưng mà cái đức thì nó không. Cho nên á, cái phước, cái đức là nó chứa cả công, cả phước ở trong đó. Cái đức là nó chứa luôn á. Cho nên bây giờ người muốn có cái đức á, là mỗi một cái hành tác của mình trong mỗi ngày, chúng ta làm sao chúng ta chứa được cái phước, cái đức. Chẳng hạn như mình chăm sóc cha mẹ, dù là cha mẹ ruột hay là cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ cũng vậy. Tới giờ ăn cái mình bưng cái thức ăn ra, mình để cái rầm, mình nói ăn lẹ rồi đi ngủ. Ví dụ vậy, hay là ăn lẹ đi rồi thay quần thay áo, hay là đi tắm rửa rồi. Tức là mình làm cái việc phước thì cũng có đó, mình chăm sóc. Rồi mỗi khi vậy cái mình là mình khóc, mình tháo lên, mình nói là tôi nghĩ lại tôi có làm cái gì, tôi cũng làm tròn bổn phận mà, tôi cũng lo ăn ngày ba cử mà. Nhưng mà cái đức nó thiếu, thành thử nó làm cho rắc rối nhiều chuyện trong gia đình. Phải không? Thành thử ra cái đó mình phải suy nghĩ lại. Mình làm là một việc, nhưng mà cái công hạnh của mình làm bằng như thế nào. Cho nên á, mình không khéo đó nghe, là phước tội nó ngang nhau, cái công cái tội nó ngang nhau. Vì cái công nó cũng có, mà cái tội nó cũng ít đâu. Chẳng hạn như một cái người làm từ thiện, rồi bây giờ mình làm từ thiện rồi, mình làm lâu năm trong đó rồi, giờ ai cần cái gì cũng gặp mình, cũng tới hỏi mình hết trơn á, là bắt đầu bây giờ là hồi xưa là mình đi mình cúi xuống, bây giờ mình đi ngước lên không à. Nguy hiểm. Đáng lý là mình phải đeo cái sâu chuỗi để cho cái cổ mình nó luôn luôn nó cúp xuống vậy nè, để cho nó cung đi. Phải không? Cho nên quý vị thấy không, tại sao mà người ta nói cái hoa mai là cái hoa tượng trưng cho cái người quân tử nữa? Bởi vì cái hoa mai nó đẹp lắm. Có hoa mai nó sắc sảo lắm, nhưng mà khi nó mọc ở bên cạnh cái cây, chứ nó không có mọc ở trên đầu cái cây. Đó là tượng trưng cho cái người quân tử, có tài, có sắc mà không có cao ngạo. Mai cốt cách lại mọc rạc rào bên cạnh nhánh. Cái mai nó có cái cốt cách đẹp của nó,
Nhưng mà nó mọc rất là khiêm cung, mọc bên cạnh cái nhánh, chứ bây giờ mọc ở trên đầu của cái nhánh. Đó là tượng trưng cho cái người khiêm cung. Vì sao? Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Phải không? Thành thử ra đó, mình á mà không có khéo đó thì mình thiếu đức. Có thể là mình có cái phước, mình thiếu cái đức. Cho bây giờ muốn có được cái đức á, là mình phải để ý là cái hành tác của mình. Đó là mình nói về cái hiếu đức. Rồi mình là thường phát nguyện. Muốn có cái đức á, là mình phát cái nguyện mình làm. Mình phát nguyện mình làm. Mà phát nguyện mình làm rồi á, thì cái nguyện đó nó nuôi dưỡng cái việc làm của mình á, sâu xa hơn, đi tiến xa hơn nữa. Đó là cái điều mà cổ nhân người ta thường dạy. Còn nếu gần gũi á, cái người mà muốn sống có cái phước cái đức á, là người tu giữ năm giới. Thấy không? Bên luận ngữ á, thì dạy mình là ôn lương cung kiệm nhượng. Còn Phật dạy mình gì? Đừng giết người hại vật. Thấy không? Đừng gian tham trộm cắp. Đừng tà hạnh ngoại tình. Giữ cái lời nói cho ngay thẳng, cho chân chất. Cái thứ năm là đừng rượu chè bê tha, đừng xì ke hút sách. Mà nếu mà cái người giữ được năm cái điều này đó, cái người đó có tròn cái nhân đức không? Tròn cái nhân cách và cái đức nó cũng có. Bởi vì giữ giới thứ nhất là không có giết người hại vật. Giữ giới thứ hai là nhân cách là không có trộm cắp của người. Giữ cái giới thứ ba là không phá gia can người khác. Giữ cái giới thứ tư là không dèm pha, không chỉ trích. Giữ cái giới thứ năm là gì? Biết gìn giữ sản nghiệp của mình. Mà gìn giữ sản nghiệp của mình được bằng không bằng cái cách là gì? Bằng cách không rượu chè, không cờ bạc, không hút sách. Có phải là người giàu có không? Có phải là người sống lâu không? Bởi vì không có rượu chè, không có hút sách, không có gọi là trác tán. Rồi giữ được cái điều gọi là không có trộm cắp thì đâu có vô trong kia mà ngồi gỡ lịch. Phải không? Thành thử ra năm cái giới căn bản của đạo Phật rất là quan trọng. Cho nên quý vị Phật tử tại gia mà quý vị phát nguyện thọ trì năm giới, đừng có nghĩ rằng kể từ khi mình giữ cái giới này rồi mình mất tự do. Không, càng giữ giới chúng ta sẽ càng có tự do, càng giữ giới chúng ta sẽ càng có bình an hơn. Bởi vì chúng ta đã làm tròn cái nhân cách. Mà cái nhân cách mà có trường thọ, phú quý, khương ninh nó có. Bởi vì mình hiếu đức là mình biết tu năm giới. Bởi mình hiếu đức là mình biết tu năm cái điều mà cổ đức đã dạy. Là gì? Là ôn lương cung kiệm nhượng. Rồi bây giờ quý vị thấy cái đức dễ không? Nó cũng có thể làm được ngay trong đời sống này. Mình đi đến đâu mình thấy cái gì mình trong cái khả năng của mình làm được, mình làm mà không có câu nệ, không có chấp trước. Và mình làm không có kể lể, mà thấy người làm thì phát tâm vui mừng. Mình làm không được, mình thấy người ta làm mình vui cho người ta. Rồi cái điều thứ năm là gì? Là thiện chung. Thiện chung là sao? Thiện chung là chết tốt. Bởi vì chết thì ai cũng chết. Nhưng mà có những người chết làm sao? Chết trong đau khổ, chết trong hoàng hoại, chết trong tức tối, chết trong nhức nhối, chết trong rên la. Còn có những người ra đi nhẹ nhàng, thánh thiện, mà thậm chí còn có những cái hình ảnh đẹp xuất hiện và họ không có sợ sệt. Họ mỉm cười, họ ra đi. Cho nên thường thường người ta nói mình sao? Nhắc mình như thế này. Khi con sanh ra, con khóc, người xung quanh con cười. Tại vì khi mình sanh ra mình một là đứa nhỏ, mình khóc oa 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 thì người xung quanh mình mừng. Nhỏ này nó khỏe. Nếu mà sanh ra mà nó không khóc là ta rầu rồi đó. Ta phải dỗ cho nó vài cái cho nó khóc nữa. Phải không? Khi mình sanh ra mình khóc, người ta cười. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào để khi chúng ta ra đi thì sao? Mình cười, người ta khóc. Mình mỉm cười mình ra đi, nhưng người xung quanh khóc vì thương tiếc một bạn hiền. Quý vị thấy không? Khi chúng ta sanh ra, chúng ta khóc, người ta cười. Chúng ta phải sống như thế nào để khi ta chết đi, mình cười mà người ta khóc. Cho nên mình sống với mọi người, mình sống bằng cái tấm lòng
thì khi mình ra đi người ta cũng tới tiễn mình bằng cái tấm lòng. Bởi vì 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Mình sống trong đời, thật sự ra sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn trôi đi. Thật ra cái gì cũng trôi đi hết á. Thậm chí cái tấm lòng này sống cũng chẳng để làm gì. Dù cho gió có cuốn trôi đi nhưng mà tấm lòng đó vẫn cần. Trịnh Công Sơn có câu nói như vậy đó, một bài hát phải không? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn trôi đi. Thật sự ra dù cho gió cuốn trôi đi cũng chẳng sao, vì mình sống bằng cả cái tấm lòng đó. Cái đó là thiện chung. Chỉ như cái người mà có thiện chung á, là khi mà mất á, là được người ta xung quanh hộ niệm. Cho nên quý Phật tử mà mình mà lập cái ban hộ niệm, rồi mình đi tụng kinh hộ niệm cho người mất, và thậm chí người đó sắp mất mình tới mình niệm Phật cho họ đó, công đức lớn lắm. Vì mình trợ niệm cho họ, mình giúp cho họ tinh thần họ được an tịnh. Không? Còn lỡ như mà mình mà ra đi mà không có ai hộ niệm cho mình thì mình phải sao? Phải tự mình hộ niệm cho mình. Bây giờ muốn tự mình hộ niệm cho mình thì phải làm sao? Ngay trong từng giờ từng phút này chúng ta phải thường xuyên hiếu đức niệm Phật tụng kinh. Cho nên tụng kinh á, mà chúng ta hiểu được những cái nghĩa lý của nó rồi á, thì tự nhiên những cái lời kinh đó nó nhắc nhở cho mình trong khi mà chúng ta nằm bệnh, trong khi chúng ta bệnh tật, trong khi chúng ta sắp đi, chúng ta vẫn có thể nhắc nhở mình biết rằng cuộc đời là vô thường. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, nhưng mà đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Đấy không? Bây giờ mình gom lại thì mình mới thấy rằng á, trường thọ là do đâu? Do từ tâm không sát hại chúng sanh. Phú quý là do đâu? Là do biết mở lòng hiến tặng, cúng dường, bố thí cho người khác. Khương ninh là do đâu? Là do tâm mình an tịnh. Tâm mà không an tịnh thì tự nhiên sức khỏe nó yếu kém. Tâm an tịnh thì sức khỏe nó có. Rồi, hiếu đức là gì? Là không từ nan việc nhỏ, dù phước ít, dù cái việc làm thiện nhỏ nhưng vẫn làm, gì tích tiểu thành đa, phải không? Rồi chỉ khi nào có công đức đầy đủ mới hóa giải được cái những cái niềm đau nỗi khổ. Rồi cái thứ năm là gì? Thiện chung là do đâu? Là do lòng không chấp trước. Sống á, chúng ta đừng có chấp trước, thì khi ra đi chúng ta mới mở được cái gút đó. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp trước, ai nói một câu gì cột vô đó, ai nói câu gì cột vô đó, rồi thậm chí còn thề câu nữa, bất cộng đái thiên. Quý vị biết bất cộng đái thiên là sao không? Dịch theo tiếng Việt là không đội trời chung. Dẫn đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà thật sự nói thì nói chứ đầu vẫn đội trời chung. Nhưng mà dẫn đến mức như vậy. Chi vậy? Làm chi vậy? Chứa ba chén cơm rồi hai tiếng hồ, ba tiếng hồ sau cũng cho ra, mà những cái chuyện nhỏ nhặt đó lại cứ để cất chứa trong lòng hoài. Cho nên muốn có thiện chung, thấy không? Mình nói theo cái gần gũi chút là muốn chết tốt, thì đừng có chấp trước, phải mở lòng. Bởi vì sao? Bởi vì chừng đó mình mới không có chướng ngại. Cho nên mình tụng xong một bài kinh rồi mình nguyện sao? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đời đời thường làm đạo Bồ Tát, mà đạo Bồ Tát không thành. Vì sao? Vì chúng ta còn quá nhiều chướng ngại, vì chúng ta còn quá nhiều cái chấp trước. Cho nên muốn ra đi trong cái thảnh thơi, trong nhẹ nhàng, thì ngay khi chúng ta còn sống, lòng đừng có chấp trước. Cho quý vị thấy không? Phật Di Lặc này, Phật Di Lặc đây, Ngài quẩy cái túi, nhưng mà cái túi của Ngài á chứa cái gì? Chứa cái từ bi hỷ xả. Cái bụng của Ngài nó to, chứa cái gì? Chứa những điều từ bi hỷ xả. Cho nên á, người ta hỏi Ngài làm thế nào để tu theo Phật Pháp, Ngài bỏ cái túi xuống cái bịch. Ý muốn nói là sao? Cái cốt tủy của người tu là buông bỏ chấp trước.
để được thảnh thơi. Rồi ta hỏi làm sao để mà giáo hóa chúng sanh, ngài quẩy cái giỏ lên ngài đi. Quẩy lên là phương tiện độ đời, nhưng mà không có vướng bận, thấy không? Cho nên người ta tán dương ca ngợi Đức Di Lặc sao? Bụng lớn nan dung, bụng của ngài nó bự lắm, bụng lớn nan dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Mình khó dung lắm, nhưng mà ngài dung được. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ta ca ngợi Đức Phật Di Lặc như vậy đó. Cho nên á, mình mà mỗi ngày mình đảnh lễ Đức Phật Di Lặc đó, là mình phải học cái hạnh của ngài, phải không? Học cái hạnh của ngài là gì? Có cái bụng bự, chứa cái gì? Chứa những điều mà người đời không thể chứa. Đó là chứa những cái điều từ bi hỷ xả. Còn mình là bây giờ chứa cái gì biết không? Sầu bi bắt bẻ không? Cho nên rồi mình cứ buồn, cứ khổ hoài. Cho nên trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức, thiện trung này, nó cũng không có xa đâu, nó rất gần với mình. Bây giờ mỗi buổi sáng mình sống thức dậy, chà, hôm nay mình có ngày mới phải không? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Trường thọ có một ngày 24 giờ. Đây, bây giờ mình sống làm sao mà ngày này mình phải trường thọ nha. Trường thọ bằng cách nào? Phú quý, biết đủ, không tham lam, không bỏng sẻn. Rồi bây giờ phải khương ninh nha. Nhờ mình giữ được cái lòng vậy cho nên tâm hồn khỏe khoắn. Việc gì mình làm được trai mình làm nha, hiếu đức. Cuối cùng một ngày trở về nhà nghiệm lại coi, ngày hôm nay mình đã chọn một ngày chưa? Chọn ngày hôm nay mình vui vẻ, đó là thiện chung. Thiện chung là không đợi tới chết mới thiện chung. Mà một ngày cuối này, cuối cái ngày này của mình thật sự cái ngày cuối ngày này mình kiểm lại mình có đầy đủ việc làm lành, việc thiện chưa. Quý vị thấy như vậy thì ngũ phúc lâm môn chưa? Ngũ phúc lâm môn nè, môn là cửa, phải không? Để cho cánh cửa lòng tôi bỏ ngỏ, cánh cửa xót thương, ngày nào cũng phải mở cửa ra hết, cửa lòng. Cho nên để sáng nào tôi cũng mở cửa đợi ngũ phước lâm môn. Mở cửa ra không thấy gì hết mà thấy tuyết vô không? Không phải ha. Ngũ phước lâm môn đây là nói theo thế gian là gọi là giàu có trường thọ. Nhưng chúng ta biết nhìn sâu sắc hơn một chút, sáng nào chúng ta cũng mở cửa ra. Để cho gì? Để cho một ngày mới này nó đến với mình. Để cho niềm vui này nó nuôi dưỡng mình cho khỏe mạnh. Để cho cái sự làm lành, làm thiện của chúng ta được duy trì. Để tâm hồn và thân thể chúng ta được an khương khỏe mạnh. Và cuối một ngày chúng ta kiểm lại, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thân ta hạnh phúc, hay là cho người xung quanh ta hạnh phúc? Hôm nay ta đã làm được một việc là giữ được cơn giận của mình. Bữa nay ổng nóng, ổng la mình, mà ngày hôm qua đó mình cãi lại ổng. Cho nên đó, chẳng những mình hao tốn cái tâm hồn mình mà hao tốn một mớ chén dĩa nữa. Bữa nay mình hay quá, mình nhịn được ổng. Tại vì mình lùi một bước thôi, kệ ổng nói gì, ổng nói mình lùi một bước đi, biển rộng trời cao. Nhẫn được một lần thì phong gió hòa mưa thuận. Từ khi mà gió hòa mưa thuận, đất nước mới bình an được. Đất nước đây là đất nước ở đâu? Ngay trong cái gia đình của mình, mảnh đất tâm của mình, gia đình của mình. Cho nên ngày hôm nay đó, Pháp Hòa mới nói với quý đại chúng đó là năm phước: trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức, thiện chung, nó nằm ngay trong mỗi ngày của mình. Bây giờ kết thúc bằng một bài kệ ở trong kinh Dược Sư. Trong kinh Dược Sư có bài kệ tán dương Đức Dược Sư như thế này: Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành, nam diêm phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hinh, giải kiết tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mạng vị bảo khương ninh. Ông Thiều Chủ là một vị học giả nổi tiếng của Việt Nam từ thời xưa. Ông dịch bài này như thế này: Ta bà chẳng ở được lâu dài,
sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện vương tiêu tội cấu, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát, quả phúc nam diêm được tốt tươi. Giải kiết tiêu tai thêm tuổi thọ, vững bền bản mệnh được yên vui. Cái bài này khi Pháp Hòa đọc thì Pháp Hòa thấy, nếu mà chúng ta nhìn sâu, chúng ta thấy ngũ phúc nó nằm ngay đây nè. Bây giờ nè, đồng ý là ta bà chẳng ở được lâu dài không? Đồng ý không? Đồng ý. Cõi này là cõi ta bà chẳng ở được lâu dài. Sớm tới tụng kinh cửa Phật đài. Cái bài chữ Hán á, ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh. Không môn là ở đâu? Không môn là cửa chùa. Đà nay hòa thượng khai sáng chùa đây nè, hòa thượng viện chủ đây đó, là hòa thượng Thượng Thiện Hạ Nghị đó. Hồi đó ngài gặp Pháp Hòa, ngài mới hỏi chú, chú vô cửa không được mấy năm rồi. Khi mà gặp ngài, ngài hỏi vậy đó, chú vô cửa không được mấy năm rồi. Lâu lâu gặp ngài nói, chú vô cửa không hồi mấy tuổi? Cửa không là nơi cửa đâu? Cửa chùa, thấy không? Cho nên á, ở thế có khôn thì có dạy, mà chữ rằng vô sự tiểu thần tiên. Người mà ở đời á, có người có khôn, có người khôn, có người dạy. Nhưng có cái điều quan trọng là tâm mình tự tại là tiểu thần tiên. Cho nên không cần đợi lên trên kia, đi trên phượng trên hạc mới kêu thần tiên. Tâm mà không chất chứa gì là tiểu thần tiên rồi đó, thấy không? Cho nên á, vào cửa không xin để tấm lòng không. Là chờ cửa này là cửa không, thấy không? Cửa không đây không phải là không cửa. Có cửa nhưng mà là không. Cho nên ta bà phi thị cửu cư thành, giữ hướng không môn chuyển đại kinh. Mỗi tuần tới cửa không tụng một thời kinh. Để làm gì? Để nguyện với Phật. Nhị lục nguyện. Nhị lục đây không phải là 26. 2 nhân cho 6 là 12. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. 10 nương theo cái 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư đi, để rồi tiêu được tội cấu. Tam thiên hóa Phật dám lòng thành, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Nam diêm phúc quả ư trung tú. Sống ở cõi này, cõi này là cõi Nam Diêm Phù Đề nè. Sống ở cõi này là Nam Diêm, cái quả phước rất là đẹp, ư trung tú. Ngay trong cõi này sống có được một cái quả rất là đẹp thì lo gì cái chuyện gọi là Tây Trúc Liên Hoa thử tế hình. Ở trời Tây Liên Hoa nó nở, có phải vậy không? Mình sống ở cõi này mà an vui thì lo gì trời Tây không trổ hoa sen. Cho nên mỗi ngày mình cứ nguyện hoài, Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con đài sen được ghi tên. Bây giờ đó mình niệm Phật hả, là tự nhiên tên mình có trên đài sen rồi đó. Còn mình niệm ác, chảo dầu cũng có tên mình rồi. Cái đó là nói vậy là bởi vì ngày xưa ngày Nan Đà đó, ông vô tu mà ông không có chịu tu, ông ngồi ông cứ nhớ vợ đẹp không à. Thì Đức Phật mới dẫn ông đi lên cõi trời, thấy cung điện sao mà đẹp quá mà không có ai ở trơn, thấy tiếc. Ông uống đi, ông nói, ông kêu vị thiên giả tới, nói sao cung điện ở đây đẹp quá mà không có ai trơn vậy. Ông nói không phải đâu, cái cung điện này là chúng tôi dựng sẵn để chuẩn bị cho đệ tử của Đức Thế Tôn ở dưới cõi ta bà. Ông tên là Nan Đà đó, ông mà tu đàng hoàng là ông lên đem ở nè. Trời ơi khoái. Phật dẫn ông xuống địa ngục, thấy mấy chục cái chảo dầu soi hồng ngục mà không có ai hết trơn. Ông nói ủa sao mấy ngục kia có người về chiên xào hết trơn mà trong này vắng hoe vậy. Ông mới nói mấy chảo dầu này chúng tôi để dành cho đệ tử Đức Thế Tôn ở cõi ta bà, ông tên là Nan Đà đó. Ông mà tu đàng hoàng xuống đây chúng tôi deep fry. Chiên giòn. Chúng ta chiên giòn, thấy không? Cho nên cái chuyện gọi là chúng ta sống ngay cái cõi này, thấy không? Nam diêm phúc quả ư trung tú, tạo được cái hoa sen, tạo được một cái hoa đẹp ở ngay cõi này đi, thì cái chuyện mà Tây Trúc Liên Hoa thử tế hình là chuyện có thật. Cần phải làm gì? Cần phải giải kiết. Giải kiết này là giải kết đó. Giải những cái oan kết, mở những cái oan kết, mở những cái gút oan gia. Giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mạng vị bảo khương ninh. Tức là
Phúc cơ tức là cái phước mình nó vững bền, cái mạng mình nó cũng được vững bền, được cái sự khương ninh. Như vậy thì quý vị thấy ngay trong cái bài kệ này cũng đủ ngũ phước trong này rồi, phải không? Chúng ta làm việc lành ngay đời này thì chúng ta có thiện chúng. Thiện chúng là Tây Trúc Liên Hoa Thử Tế Hình đó, không? Chúng ta làm được cái chuyện là giải kết tiêu tai thì tự nhiên tăng cái tuổi thọ. Người ta không có chửi rủa mình, người ta không có mắng rủa mình, không? Cho nên mình sống mình hiếu đức, mình hiếu đức thì tự nhiên người ta bớt rủa xả mình, mà ta bớt rủa xả mình thì tự nhiên sao mình cũng tăng đi cái phước, cái đức vô cùng. Cho nên để kết thúc cái bài này, Pháp Hòa đã dùng mượn cái bài kệ Tán Dương Đức Dược Sư ở trong cái kinh Dược Sư khi chúng ta tụng, để mà nói lên cho tất cả chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn an vui giải thoát, muốn được cái thiện chung, muốn được cái giàu sang phú quý thì lễ làm gì? Đến cửa không mà tụng kinh. Tụng kinh là gì? Tụng kinh đây có nghĩa là áp dụng lời Phật dạy và thấy tất cả các pháp đều là không. Mà khi thấy được tất cả là không, vẫn dùng, vẫn xài, nhưng mà tấm lòng mình sao? Tự do, thoải mái, thảnh thơi. Gọi là thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Thì đó là cái bài kệ Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe. Ta bà chẳng ở được lâu dài, tranh chấp chi? Hả? Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài, 12 nguyện vương tiêu tội cấu, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát, quả phúc Nam Diêm được tốt tươi. Giải kết tiêu tai thêm tuổi thọ, vững bền bản mệnh được yên vui. Đó là cái bài nói chuyện của Pháp Hòa hôm nay. Và một lần nữa xin cầu mong cho đại chúng, nhà nào cũng được ngũ phúc lâm môn, tấm lòng của người nào cũng được ngũ phước lâm môn. Được như vậy thì chắc chắn chúng ta có một cái điều là Nam Diêm Phúc Quả Ư Trung Tú, Tây Trúc Liên Hoa Thử Tế Hình. Cái điều quan trọng là phải giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, thì chắc chắn một điều phúc cơ mạng vị bảo khương ninh. Nam mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát. Rồi thôi, xin chúng ta xin dừng ở đây. Và hôm nay đặc biệt là năm Kỷ Sửu, tức là năm trâu, phải không? Quý vị thường nói trâu cực. Thôi giờ Pháp Hòa tặng cho quý vị mỗi người cái lá bùa. Bùa là gì? Bùa này là ngũ phước đó. Nắm trong tay cái ngũ phước rồi á, có cực mà không khổ. Ta kêu cực khổ phải không? Ai cũng cực hết, không có khổ. Trong này là một đức Quan Âm nhỏ nhỏ đây, quý vị có thể để vào bóp, để trong cái ví của mình. Còn không thì có cái lỗ nhỏ nhỏ đây, mình xỏ sợi chỉ vô mình treo trong xe cũng được, thấy không? Để nhắc nhở mình á, là phải làm sao biết không? Nhắc nhở mình á, là mỗi ngày phải trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức và thiện chung. Sống một ngày cho trọn một ngày. Và trong này cũng có một câu chúc tụng. Thí dụ như một câu: mây lành về rộp muôn phương, gió lành thổi nhẹ vu vương cuộc đời. Ngày buồn qua rồi người ơi, cười lên đi, cười lên đi, mừng đời nở hoa. Câu một câu nhắc nhở mình như vậy. Thì xin một chút xíu tất cả quý vị ai cũng được một cái này, để làm cái món quà xuân do quý thầy quý cô ở tại Trúc Lâm gửi đến. Cầu mong cho quý vị một năm được an lành. A Di Đà Phật.